Sứ Thanh, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi chứa đựng những trầm tích lịch sử văn hóa dày sâu, nơi tên đất tên người tạc vào sử sách kết tụ tinh hoa. Miền núi phía tây tỉnh Thanh Hóa được ví như bức tranh thổ cẩm đa sắc màu. Hiện diện trong bức tranh ấy là nét đẹp văn hóa của bảy dân tộc anh em đoàn kết cùng sinh sống, là ý thức tâm linh nguồn cội, là dòng chảy trầm tích của lịch sử, tất cả hòa quyện đan xen tạo nên nhựa sống cho những nhịp điệu tiết tấu âm hưởng lời ca được bay cao bay xa. Mời bạn đến quan hóa quê tôi đầy nắng gió, một vùng đất bao la sơn thủy hữu tình, về đây để lắng nghe hồn thiêng sông núi, được khám phá cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, danh lam thắng cảnh nổi tiếng đẹp đến nao lòng, những di tích công trình lịch sử tâm linh quan trọng, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa du lịch cộng đồng và say sưa trong phiên chợ vùng cao. Tinh hoa văn hóa hương sắc của núi rừng hôm nay đang được chính quyền và nhân dân các dân tộc gìn giữ phát huy và lan tỏa, đắm chìm giữa dạng rừng xanh bát ngát, là âm thanh trầm bổng của tiếng cầm tiếng chiêng trong tranh trong nhịp điệu khua luống, như đưa con người về với giá trị nguyên sơ. Tình đất tình người Quan Hóa và các dân tộc anh em kết thành một rừng hoa tỏa hương thơm giữa đời. Đang đi về đâu kìa, vượt đường chân trong mưa trong gió núi, một đoàn người đang đi về đâu kìa, giọt mồ hôi rơi bên đoàn mưa thôi. Chân giữa đường đèo chờ phiên vùng cao tình chờ đợi, chuyến hàng ngược đeo vui hát reo ngân vang tiếng kè, con đường dốc quen có ngàn trùng người vẫn đi ngựa vẫn đi, ngựa sống đất treo leo bậc kề người vẫn đi ngựa vẫn đi, ngựa cùng ta nào vượt đèo dốc. Đành lò hương bông sam và nánh thâu, chúng ta cùng chào đón các chàng trai cô gái đến từ huyện Như Xuân. Và tiếp theo cùng chào đón các chàng trai cô gái đến từ huyện Ngọc Lặc, vượt đường trơn trong mưa trong gió núi. Và chúng ta cùng chào đón các chàng trai cô gái đến từ huyện Lang Chánh, giọt mồ hôi rơi bên đoàn mưa. Cùng chào đón các chàng trai cô gái đến từ huyện Quan Sơn. Và chúng ta cùng chào đón các chàng trai cô gái đến từ huyện Như Thanh. Dốc núi cao cao đoạn cổ, nắng gió
chào đón các chàng trai cô gái đến từ huyện Hoan chợ phiên vùng cao tình trời chiến hàng ngựa các chàng trai cô gái đến từ huyện Hương Sơn khai từ vô cùng ấn tượng của các nghệ nhân diễn viên đến từ 11 huyện miền núi thể hiện. Một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay.